Hy vọng tất cả các người đẹp hãy sẵn sàng đón nhận sự chào đón của một đức vua, đó chính là Quang Đăng, sẽ đến bất ngờ với bất kỳ một cô gái nào, và luân phiên từng người sẽ tận dụng khoảng thời gian từ 15 cho đến 30 giây để chúng ta thể hiện lại ba yếu tố mà Quang Đăng đã chia sẻ để có thể có được điểm tuyệt đối trong mắt xanh của anh ấy. Đó chính là đúng bài, đúng nhịp, cảm âm thật tốt. Bên cạnh đó, một tinh thần, một thần thái thật là tốt và những sự nhịp nhàng kết hợp ăn ý cùng với Quang Đăng. Và bây giờ, Quang Đăng sẵn sàng chứ? Anh Đăng là đến cái chỗ em là người đầu tiên thì em cảm thấy rất là hồi hộp. Của anh Đăng rất là chuyên nghiệp á, là mình cảm giác giống như là một cái cặp đôi thật sự, giống như là mình được coi như là một nàng công chúa. Xong rồi anh Đăng rất là đẹp trai, mặc một bộ đồ lấp la lấp lánh, xong đến rồi mời mình nhảy rất là tôn trọng. Lắm nên không có hài lòng về cái phần thi của mình. Thấy lúc mà thi xong mới thấy buồn. Thần thái cũng rất là tốt, thậm chí là sự kết nối với bạn ấy anh Đăng cũng rất là tốt luôn. Khá là trôi chảy, chỉ có vấp một vài đoạn thôi, nhưng mà mong là sẽ được mọi người chấm trước. Mình có một chút năng khiếu về nhảy nên mình cũng không e ngại. Hay rất là giỏi, cái bước đi của chị Kim Anh rất là uyển chuyển, rất là thu hút. Bé Kim Anh nó là có một cái nét rất là hút, nhưng mà đổi lại thì cái chân giống như là hơi bị quờ quạng tí xíu. Lúc em thi có vấp một bước, em vẫn hài lòng bởi vì em vẫn có cái em cảm nhận được cái sự kết nối của em với giữa em với lại anh Đăng. Là em tự chấm cho em đó nha, là em nghĩ là em tốt hơn bình thường và em chịu khó hơn bình thường nhiều lắm. Đó là trong thử thách ngày hôm nay mình vẫn chưa thể hoàn thành hết sức của mình được. Lúc tập thì tất cả mọi chuyện đều có thể xảy ra. Mình té, đối với mình nghĩ là đó là một trường hợp rất là nhẹ, không sao cả, chỉ là lúc đó mình hơi cảm thấy áp lực vì đây là một cái sở đoản của mình không thực hiện tốt. Mình khá tự ti với bản thân mình. Và cái việc ghi nhớ
và có những động tác xoay rất lạ. Đối với mình thì nó hơi chóng mặt một chút nên mình hơi khó để ghi. Này mình đã không làm thật sự tốt, nếu mà không muốn nói là mình đã làm tệ. Có anh Thư, phần thi của bạn cũng không có được tốt lắm. Từng thí sinh đã trải qua phần thi khiêu vũ với giám khảo Quang Đăng. Có thí sinh rất tự tin với phần thi của mình, cũng có thí sinh còn cảm thấy nuối tiếc vì chưa làm hết sức của mình. Nhưng chắc chắn như vậy cũng đã đủ để giám khảo chuyên môn vũ công Quang Đăng đánh giá toàn bộ 15 thí sinh. Thí sinh sẽ bị lọt vào top nguy hiểm là ai? Run mình nè, sợ, cũng sợ là ảnh kêu tới lượt mình ra mình múa tùm lum tùm la. Khả năng của anh rơi vào vòng nguy hiểm cũng rất là cao. Mình không giỏi hơn ai nhưng mà chắc chắn là nhiều người thua mình. Càng nhảy thành càng thích và càng lôi cuốn càng thú vị. Châm Anh nghĩ là mình sẽ là người bị loại. Một tràng pháo tay dành cho Quang Đăng ạ. Từ trước tới giờ chắc chưa bao giờ bạn nhảy cùng một lúc với 15 cô gái xinh đẹp đúng không nào? Một kỷ niệm rất là khó quên đối với Quang Đăng bởi vì đó giờ thì Quang Đăng cũng nhảy với rất là nhiều bạn nhảy rồi nhưng mà giống như tưởng tượng tất cả mấy bạn nhảy mình nhào vô cùng lúc với mình một ngày vậy đó. Thì rất là mệt nhưng mà cũng rất là vui. Quang Đăng tin là các bạn cũng có những cái trải nghiệm thú vị ở trên sân khấu khi nãy. Cảm ơn Quang Đăng rất nhiều. Và bây giờ chúng ta hãy dành cho giám khảo Quang Đăng sẽ có đôi phút để suy nghĩ và chọn ra mỗi đội một thí sinh bước vào top nguy hiểm. Và bây giờ xin mời quý vị đừng chuyển kênh, chúng tôi sẽ quay trở lại ngay. Lần đầu tiên mà nhảy là với một bộ môn cần rất cần sự liên kết giữa nam nữ và những partner với nhau thì các cô nào, đa số cô nào cũng bị trật nhiệt với chỗ đó. Về cái khía cạnh chuyên môn á, đối với Kim Anh thì mình phải làm khó hơn. Đúng rồi, phải khắc khe hơn chứ. Rõ ràng có lợi thế nhưng mà rõ ràng Kim Anh làm quá tốt. Cũng có một trật nhịp một vài chỗ nhỏ nhỏ. Tại vì một phần là do Kim Anh do quá tự tin cho nên khi Kim Anh làm á, Kim Anh bị hơi bị say theo âm nhạc nhiều quá cho nên Kim Anh có trật nhịp một chút. Mà có nhiều cô cũng rất là được. Ví dụ điểm đi, cái con số kinh nghiệm với cái môn này bằng không nhưng mà khi mà cổ nhảy với em á lại là có cho em một cái cảm xúc rất là đặc biệt. Có lẽ là cổ cảm thấy cổ rất là cổ rất là có khiếu. Đủ diễn cũng được. Em thấy Huyền Thạch tốt nè. Nhưng mà thỉnh thoảng Huyền Thạch vẫn còn có một số cái nó lơi đi so với cái nhịp độ chiều chính của bài. Cách chào cuối cùng thì anh ấn tượng với Kim Thành. Cô ấy chào đúng trục, đúng hướng và rất là dịu dàng và nhẹ nhàng. Rõ ràng anh Thư là thí sinh bất lợi nhất. Anh Thư em thấy rất là có cố gắng. Khi mà tập á, anh Thư cố gắng nhiều. Mà tuy nhiên thật sự thì anh Thư có nhiều phần do chính vì đau á, cho nên không có làm tốt. Em nghĩ là mỗi cô em đều có một cái sự cái điểm cộng và điểm trừ riêng. Dạ. Lát nữa em sẽ công bố cái phần mà khó nhất. Em không đoán được ai trong team em sẽ vào top nguy hiểm cả. Tại vì thực sự là em thấy là mỗi người gần như là có một màu riêng và mọi người đều rất là cố gắng. Kết quả như nào thì em không quan tâm. Nên ngoài cảm thấy bạn nhảy kém nhất là bạn Châm Anh. Bản thân em thấy Châm Anh là người nhảy kém nhất. Trời ơi, không biết mình có bị loại hay không. Và bây giờ sẽ là thời gian để chúng ta có được kết quả mà mọi người chắc chắn sẽ không mong muốn. Có nguy cơ một trong số 4 người top nguy hiểm sẽ phải ra về trong ngày hôm nay. Chúng ta sẽ chọn ra một thành viên trong mỗi đội để bước vào top nguy hiểm này. Ngay sau đây sẽ là phần gọi tên. Đội màu xanh dương. Xin mời bạn Đỗ Diễm. Mình đã nghĩ là đội của mình á, chắc chắn mình sẽ là người bị nêu tên. Thế là anh Hoàng Rapper vào nêu tên mình thật. Cả ba bạn của đội xanh nước biển mình cảm thấy hôm nay làm cũng không có được tốt cho lắm. Đội màu xanh lá cây, xin mời bạn. Mình sẽ nằm trong top nguy hiểm bởi vì ba người còn lại đều nhảy rất tốt. Huyền Thạch. Mình rất là buồn, rất là bực nữa. Rõ ràng mình rất là thuộc bài. Không biết là bạn ấy đã từng học nhảy chưa nhưng mà cảm nhiệt được, thần thái cũng rất là tốt. Thậm chí là sự kết nối với bạn ấy với anh Đăng cũng rất là tốt luôn.
hơi bất ngờ và cũng một phần đó, thấy cảm thấy mình rất là may mắn. Đôi màu đỏ. Ai anh đang đưa về cũng cười, mỗi mình anh đưa về cái kiểu xin chia buồn cùng mày, chỉ lo là mình bị loại thôi. Người mà phải lọc theo vòng nguy hiểm thì đó là mình. Thử thách này mình đã không làm thật sự tốt, nếu mà không muốn nói là mình đã làm tệ. Anh Thư, đôi màu vàng. Mình Thi, không sao hết, cứ tự tin và thoải mái. Các bạn hãy lắng nghe đôi lời chia sẻ đến từ Quang Đăng. Tất cả các bạn vừa được gọi tên á, Quang Đăng cảm thấy không có nhiều cái sự liên kết của các bạn đối với bạn nhảy. Đa phần thì các bạn thấy có là do các bạn bị quá hồi hộp và nhiều khi các bạn cũng không có nhìn vào mắt của người bạn nhảy á. Thành ra Quang Đăng không có cảm nhận được cái sự liên kết của các bạn đối với bạn nhảy. Và một số bạn vẫn còn quên bài. Phần cuối cùng là khi mà mình nhảy xong á, thì cái phần chào của mấy bạn á, đôi khi mấy bạn cũng không có làm được chú tâm vào cái phần chào lắm. Bởi vì cái phần đó là mình tôn trọng ở bạn nhảy của mình, không có tạo cho Quang Đăng được cái sự tôn trọng. Đây là những cái khuyết điểm vừa rồi mà các Quang Đăng có thể nêu được. Có thể mình nghĩ là bản thân mình làm tốt, nhưng mà ở cái người chuyên môn thì người ta lại không đánh giá đấy là tốt. Thì mình nghĩ là ok, có thể là quan điểm của người ta đúng. Cảm ơn Quang Đăng đã đưa ra một số khuyết điểm của các thí sinh. Anh Tư, như tôi đã nói, hãy cẩn thận với vết thương của mình. Và đây chính là bốn cái tên, bốn người đẹp đầu tiên bước vào bảng an toàn. Chúc mừng các bạn. Không tin vào điều đó. Đối với mọi người trong team, mình là người yếu nhất. Cố gắng nhiều hơn nữa nha Thi. Nếu mà vô vòng trong nữa, nếu mà trường hợp cái vấn đề mà khiêu vũ nó có quay trở lại, thì nhất định phải làm tốt hơn nữa. Và bây giờ tiếp theo sẽ là những người đẹp bước vào vòng an toàn. Đội màu xanh dương. Chắc mình nghĩ là sẽ có mình trong đó. Ngân Hòa cảm thấy bạn nhảy kém nhất là bạn Trâm Anh. Bản thân em thấy Trâm Anh là người nhảy kém nhất. Thanh Ngân. Trâm Anh đã phải hít thở thật sâu và cố gắng lấy bình tĩnh lại. Bạn ấy không phải gọi là nhảy kém, nhưng mà bạn ấy có hơi rung, nên phần thi của bạn ấy không được tốt cho lắm. Bộ đồ màu xanh lá cây. Cảm thấy mình có thể là nhỉnh hơn với các bạn. Kim Thành và Minh Tuyền. Chỉ may mắn một chút xíu bị lọt vào top nguy hiểm đầu tiên. Thiếu Lan, Trúc Anh. Mình cảm thấy là mình tốt, nhảy tốt hơn rất là nhiều người. Nhưng mà mình chỉ còn thiếu cái là không may mắn thôi. Phải lọc vào vòng nguy hiểm thì đó là mình, chứ không phải là Dung. Thư rất là giỏi, chỉ là vô tình là Thư bị đạp chân thôi. Nhưng mà thực sự là mình cảm thấy là mình rất là xứng đáng. Mình cảm thấy là có lỗi. Mình cảm thấy là mình không xứng đáng về điều đó. Và đội màu vàng, Kim Anh. Ngân Hòa. Lúc đầu em cũng không có nghĩ là mình sẽ rơi vào top nguy hiểm. Và bốn người đẹp còn lại, cơ hội vẫn còn, mặc dù rất mong manh. Hãy cố gắng vượt qua được thử thách phụ của chúng tôi. Hãy nhảy lại một lần nữa cùng với Quang Đăng và một trong bốn người đẹp sẽ phải ra về. Và bốn người đẹp đó chính là Trâm Anh, Hồng Thủy, Mỹ Linh và Ngọc Dung. Bốn thí sinh rơi vào top nguy hiểm: Trâm Anh, Hồng Thủy, Ngọc Dung và Mỹ Linh. Bốn thí sinh sẽ phải vượt qua một thử thách phụ, tiếp tục thực hiện lại một lần nữa phần thi khiêu vũ cùng Quang Đăng, cạnh tranh lẫn nhau để loại trực tiếp một cô gái kém nhất. Thí sinh này sẽ phải lập tức ra về trong ngày hôm nay. Cảm xúc của em cũng không sợ. Thật sự là em không có một cảm xúc sợ sệt gì cả. Em chỉ nghĩ là mình bây giờ có một cái phần thi phụ và mình làm tốt cái phần thi phụ đấy thôi. Mình cũng có niềm tin là mình sẽ không ra về ngày hôm nay. Mình chưa coi bốn người đó, ba người đó là đối thủ của mình. Mình nghĩ mình là người vào. Nếu mà loại một người thì mình sẽ là người vào, vì Trâm Anh là người yếu nhất. Mình sẽ chiến đấu và nỗ lực.
không tốt bằng lần thứ nhất, vì cũng hơi căng thẳng một chút xíu. Cảm ơn Quang Nam. Như vậy thử thách phụ cũng đã kết thúc, và bây giờ sẽ còn hồi hộp hơn nữa. Một trong bốn người đẹp sẽ phải ra về, đó là ai? Quý vị đừng chuyển kênh, chúng ta sẽ quay trở lại ngay. Liệu Trâm Anh, Hồng Thủy, Ngọc Dung và Mỹ Linh, ai sẽ nắm được cơ hội cuối cùng này của mình để được trở lại một cách an toàn? Ai sẽ phải ra về? Chào mừng quý vị đang quay trở lại với chương trình Nữ Hoàng Quyến Rũ. Và bây giờ sẽ là khoảnh khắc cuối cùng trong chương trình ngày hôm nay để quyết định loại một thí sinh trong top nguy hiểm. Hiện tại chúng ta đang được tiếp xúc với bốn người đẹp còn lại. Họ đã thiếu một chút xíu may mắn, một chút xíu bình tĩnh và phong độ để phải lọt vào top nguy hiểm này. Nhưng cả bốn người đẹp đều đã rất cố gắng ở vòng thử thách phụ. Và bây giờ chúng tôi sẽ đọc tên của thí sinh đầu tiên, là thí sinh an toàn bước tiếp vào vòng trong. Trong bốn thí sinh nguy hiểm đó, mình là người nhảy tốt nhất. Cảm thấy rất là lo cho Trâm Anh. Trâm Anh tuy bề ngoài khá là to nhưng mà bạn rất yếu đuối, rất là mỏng manh. Và đó là thí sinh của đội màu. Vàng Mỹ Linh, chúc mừng bạn. Quang Đăng xin gửi lời chúc mừng đến với thí sinh của đội màu. Xanh lá, Hồng Thúy. Chúc mừng em. Mình không hiểu tại sao trong top 4 người thì mình là người nhảy khá là tốt nhất. Tốt nhất mà lại xếp trong hai thí sinh cuối cùng. Thực ra là mình rất là bức xúc. Cuộc chơi nào cũng phải có cuộc chia ly. Cuộc vui nào cũng đến lúc tàn. Và đây là khoảnh khắc mà chúng ta sẽ không mong muốn đâu. Ai trong số 2 đội còn lại, màu xanh dương hay màu đỏ đây? Và Hà Robert sẽ thay mặt cho Quang Đăng và ban tổ chức chúc mừng thí sinh bước tiếp vào vòng trong an toàn thuộc về. Nếu như ngày hôm nay mình rớt thì mình nghĩ là do mình xui thôi, chứ so với 4 người còn lại là mình có khả năng. Trâm Anh không có lọt, Ngọc Dung sẽ được ở lại. Thí sinh đội màu. Xanh dương Trâm Anh. Và đội màu đỏ Ngọc Dung, chúc mừng bạn. Và cả hai thí sinh cùng bước tiếp vào vòng trong, đồng nghĩa với việc tại vòng thi đầu tiên này không ai phải ra về cả. Chúc mừng tất cả các người đẹp. Quay sang bên đội của mình thì ba người nắm tay khóc, là mình cảm động, mình khóc theo. Ngọc Dung khóc, Ngọc Dung rất muốn được ở lại chương trình mà phải ở lại vị trí đó. Mình cảm thấy rất có lỗi. Đây là một kết quả rất xứng đáng cho những công sức mà từ đầu chương trình đến giờ các bạn đã phải cố gắng để có thể chinh phục người xem, chinh phục ban giám khảo và thậm chí là vượt qua được chính mình. Chúc mừng các bạn, rất xứng đáng. Các anh có một cú lừa rất ngoạn mục và thành công. Sau bao nhiêu cảm xúc cuối cùng không loại hết thì cười vì vui, vì rất là vui khi mà bạn mình không bị loại. Tất cả các người đẹp đều xứng đáng với phần khởi động làm nóng trí lực và thể lực của mình. Hãy sẵn sàng với vòng thi tiếp theo, bởi vì sẽ không còn khoan nhượng nữa và chắc chắn sẽ có một hoặc hai người đẹp phải ra về ở vòng thi tiếp theo. Nhưng đó là ngày khác. Còn bây giờ, chúng ta hãy cùng nhau hưởng trọn vẹn bầu không khí này, chia vui cùng với tất cả mọi người. Một tràng pháo tay dành cho chúng ta. Và Quang Đăng, không biết cảm xúc của bạn như thế nào khi top 4 ngày hôm nay đã một lần duy nhất được an toàn bước tiếp vào vòng trong. Thật sự thì Quang Đăng rất là vui, bởi vì không có một cuộc chia ly nào ở trong tập đầu tiên cả. Theo kinh nghiệm mà Quang Đăng cũng đã từng tham gia ra nhiều cuộc thi thì các bạn đừng quan trọng về cái kết quả của cuộc thi, mà hãy quan trọng về quá trình của cuộc thi. Các bạn chỉ có thể trải nghiệm một lần trong đời với những người bạn mới. Nếu mà các bạn quá quan tâm về kết quả thì các bạn sẽ quên mất cái mục đích sống của mình như thế nào. Top 4 nguy hiểm vừa rồi, chúng tôi quyết định các bạn sẽ trở thành một đội ở vòng thi tiếp theo. Và tất cả những thành viên còn lại của những đội khác, chúng ta sẽ có những sự sắp xếp đội hình.
và sự sắp xếp đó sẽ ra sao? Hãy chờ đón tập tiếp theo của Nữ Hoàng Quyến Rũ. Cảm ơn cô Đăng rất nhiều ngày hôm nay đã hỗ trợ cùng với các thí sinh. Cuộc thi thì nó có thể là khó tại vì không về chuyên môn nào cả. Nó không có hợp về chuyên môn ở là người mẫu hay là gương mặt thương hiệu. Không ai biết được mình sẽ thi cái gì, sẽ thi lĩnh vực nào. Rất là yên, tại vì hôm nay Lan học được khá là nhiều. Cũng là nhiều cảm xúc, nó như là mới toanh mặc dù Lan đã thi rất là nhiều thi rồi. Mới ngay tập đầu thôi, tất cả các bạn ở những team khác mà có team thì đã khóc. Em cũng cảm nhận được rằng là cái tình cảm mọi người dành cho nhau rất là nhiều. Cái đấy cũng là một cái mà cho dù em có quay về Sài Gòn ngày hôm nay thì em cũng không cảm thấy hối hận khi mà em đã tham gia cuộc thi này. Mình cũng hứa với lại các bạn trong team là phải cố gắng hết sức mình để mọi người sẽ không thất vọng và có thể gặp nhau ở những vòng cuối cùng. Qua đây em cũng thấy được rất là nhiều bạn nỗ lực rất là nhiều. Thì qua đây em cũng cảm thấy là những vòng sau là mình phải cố gắng rất là nhiều mình mới có thể chiến thắng được. Một cú lừa ngoạn mục của giám khảo Quang Đăng và MC Hoàng Rapper dành cho các cô gái. Vậy là không có ai phải ra về ngày hôm nay. 15 thí sinh đều an toàn. Những giọt nước mắt hạnh phúc đã rơi. Dù không có ai bị loại, nhưng chắc chắn đây là một thử thách lớn để thức tỉnh tinh thần chiến đấu của các thí sinh. Vì chắc chắn sẽ không còn một sự đặc cách hay ngoại lệ nào nữa trong các thử thách tiếp theo. 15 thí sinh sẽ được chia lại đội hình mới để tiếp tục chiến đấu trong các thử thách tiếp theo. Riêng 4 cô gái, Trâm Anh, Hồng Thủy, Ngọc Dung và Mỹ Linh sẽ cùng chung một đội. Họ sẽ cùng nhau vượt qua các thử thách tiếp theo như thế nào? Và lần này, những gương mặt nào sẽ bị lọt vào top nguy hiểm? Thí sinh nào sẽ phải ra về?